Con người sinh ra không phải tan biến và cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất và trong trái tim người khác. Câu nói của nhà văn Sokolinsky là động lực lớn lao để cô bé Lê Thảo sinh ra từ vùng quê có cọn núi thần Bonom Babra, tên gọi khác của núi Bà Rá, có thêm nhiệt huyết, đam mê để nuôi dưỡng, chinh phục giấc mơ thương trường của mình. Từ những năm trăng tròn của tuổi đôi mươi, Thảo bước vào chặng đường khởi nghiệp in ấn tại đô hội Sài Thành. Sau gần 5 năm miệt mài với công suất làm việc như một chú ông thợ, những thành công ban đầu rất đáng để tự hào lắm chứ. Từ một cửa hàng nhỏ, rồi phát triển thành công ty. Nhưng cái duyên của nghề giấu mực con chữ không đủ mặn mòi se thấm cuộc tình thương trường trọn đời. Cái tình quê đất đỏ Ba Giang mới là cái duyên, là động lực thôi thúc lôi kéo hạt cát vô danh ngày nào về in dấu trên thủ phủ kha siêu Việt Nam. Bởi với Thảo, quê hương là trùm khế ngọt, và cũng bởi khi hai hạt điều ghép lại là hình trái tim, là cả một tình yêu quê hương chất chứa trong từng hơi thở của người con gái thác mơ. 25 tuổi, một độ tuổi cũng đủ để Thảo thấm vị đắng cay, chua ngọt của cuộc đời, đủ hiểu biết về thương trường và một vài món nghề gọi là kinh doanh để làm tay vịn khởi nghiệp ở một lĩnh vực mới, chế biến sản phẩm hạt điều. Một lĩnh vực mà Lê Thảo luôn khao khát tìm tòi, nghiên cứu lối đi riêng trong nhiều năm và muốn khẳng định chất sáng tạo của mình trong từng sản phẩm. Đúng thế, hạt điều Bình Phước thì miễn bàn rồi, đã được giới kinh doanh và người tiêu dùng khẳng định. Nhưng Lê Thảo muốn chắp thêm đôi cánh đa màu sắc cho hạt điều Bình Phước với mục đích để mọi người biết đến nhiều hơn, để người dùng sản phẩm có thêm nhiều cung bậc thưởng thức ẩm thực đa dạng và phong phú. Đó là hạt điều rang muối thơm, béo, ngậy, ngon. Là hương vị wasabi, ăn hoài không ngán. Là hương vị mật ong ngọt ngây ngất. Là hương vị cốt dừa ngậy thơm, quyến luyến, đầm thấm. Tự những người con gái Bình Phước. Là vị dâm thái thơm thơm, vị gừng và một chút hương vị thần thánh, đặc trưng ẩm thực của xứ sở Bình Phước. Là hương vị phô mai thơm dẻo, đậm đà dinh dưỡng. Là hương vị chanh xả tương tự như tên của nó vậy. Tới các nước ở lục địa già châu Âu với rất nhiều đòi hỏi về tiêu chuẩn, kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm đầy khắt khe. Tới các nước khu vực mặt trời mọc, châu Á và dĩ nhiên cả Việt Nam nữa. Trong một cuộc hành trình dài, bao giờ bạn cũng có những chạm dừng chân. Đó là thời điểm để tiếp thêm năng lượng. Đối với Thảo, chạm dừng chân ấy lại là một thử thách mới trên một lĩnh vực mới